ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនៅថ្ងៃទី 28 ឆ្នាំថ្មីនេះបានផ្ញើសារអបអសាទរប្រធានាធិបតីអាមេរិកទើបជាប់ឆ្នោតលោកโจไบเดนហើយចិនក៏បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមនៅកិច្ចសហការឈ្នះឈ្នះជុំវិញបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងសន្តិសុខផងដែរចិនគឺជាប្រទេសធំចុងក្រោយគេដែលបានផ្ញើសារអបអសាទរលោកโจไบเดนយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានការបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលចិនបានពន្យាពេលរហូតមកដល់ពេលនេះទើបធ្វើការអបអសាទរលោកไบเ
ទោះបីជាមានសម្លេងអំពាវនាវយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់កុំឲ្យមើលរំលងប្រទេសក្រីក្រនៅលើពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អង់គ្លេសបានអាកាត់សេចក្តីកាលពីថ្ងៃពុធទី23វិច្ឆិកាប្រកាសកាត់បន្ថយចំនួនអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសសម្រេចចិត្តបែបនេះក៏ព្រោះតែប្រទេសជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបង្កឡើងដោយជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ-19អង់គ្លេសសន្យា
bal trời tết thua sẽ đây xâm ra chất đô lộng bạc mũi. Cứ bằng khám chất bằng cho chùm nuôi áp bí vọt một trăm xôn kỳ phạm bị rơi nây chùm nổ chết. Tôi nâng xôn kỳ phạm bí bị rơi ca bí bên môn môn. Bố cứ chùm nuôi áp bí vọt nơi chân ám kháu nâng miên tùm hôn bảo mạng tại đọc mũi bàn liên ở rô. Tôi nâng tùm loa bí môn chiêng đọc bảo mũi bàn liên ở rô. Nì cứ chìa bà xa, rộ bà rát mặt trái cửa xuống hệ ranh vật thổ ổng lê tới căn ổng sắp hìa. Xâm rạp lụ rát mặt trái, vì bắt COVID bàn tiên tùm lẹ sát thàn ập hiệp sẽ tự kịch hệ ranh vật thổ ổng lê ao thật lẹ cho đơn đạp giang khẳng. Phá lật tập hòa xa rộp nông sổ rộp bàn đám cơ ba cho ổ đọc mùi biệt bày biệt rồi nơi chân nám bí bòn mập hấy. Cầm nán sẽ tự kịch ai nâng ngợp làng vinh chùm nuôn pram biệt pram biệt rồi nơi chân nám bí bòn mập hấy mùi nâng pram mùi biệt pram mùi biệt rồi nơi chân nám bí bòn mập hấy bí. Miền này thả kê trở rung chăm đó chân nám bí bòn mập hấy bí nụ tướp sẽ tự kịch ổng lê ai vô mực rộp thiếp thoa mặt đá xa mà nâng sát thàn ập hiệp môn COVID đọc pram buôn bàn. Có bản tái, phía bản toàn sốc khá bị bá, nơi bản toàn rồi lột tế, ai phía bản toàn sẽ tự cách tớp nâng chạp đàm tại bản nó, át ra này ắt ca nghiệt thứ, nâng can đoàn đoàn công phú nơi bẹo khẳng đá chân nằm bí bọn mập hay mùi. Đối chứ này, đàm bây ca phía chỉ vật nâng cầm rạch chi vật phía bảo bảo trị bộ rọt ổng lê, rất thá bị bá trơ ca chồng nái đó thông xâm bàm ná. Chiêng bay rồi đọc buôn bọn liên ở rô xâm rạp chui xoay 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 Đối chứ này, khốn khăn nạ để ông lê trở vào át tiếp hiệp đó vì xài càng ghi nâng trô trông xe và xa thiết nạ chứ mùi nâng thạc vì cả đó miên cầm rách. Cả chấm nái đó từ xôn cũng biết bàm bí phía rồi xâm rạp chui nhạc ráu bật chìa mần xóm hẹt phò tế. Nì cư chứa ca bình dụ lộng ất rụt bò lộ rọt mần trái đòi xôn nhà thá chùm nối áp tiếp vật. Nâng láng đôi đám vinh nơ bê nạ đại sát thàn áp hiệp hệ ranh vật thô ạc nửa nhàn. Số mình chạy thà, tăng tay bí môn sẽ kể đây bà ká rộp bọt lộ rạch mặt trái cửa xuống hệ ranh vật thở. Miền y sẵn rạch chôn chế chả rán, bà nôm khi nha xâm đánh kể đây bồi bà rõm rùi chế sẵn rạch tờ hói thà rạch thà bị bán. Ông lê nâng xâm rạch cắt chùm nối kháy bà tế nì. Nhiền mà là lá. Chay liệp phí rộng văn nộ bèl xong thịp hiệp dồn khuyến thá. COVID-19 bàn thua ở Khmer Srei chứ mập hay liền nẹ. Chạ chanh tí xa là riêng. Hồi đàm bây ở Khmer Srei tiếng ổn nụ ai bàn tò ca sạc xa vĩnh bán. Tòa tè mẹ đựng nông phí phục lúc bàn tòa đò chùm nuôi áp hi vọt khăn vi sai ọp rùm. À đất này dụ rạp mặt trầy ổng lê chì tràn rụp. Rọp tăng tè phí lúc John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, nâng lục Srei Teresa May. Prom tiếng giả má cùng ổng ca kre rạp thắp bí bà chùm nuôn mở rồi 87. Sọt tệ bán bằng hành, á rịp hiệp nâng phèn ca cắt bằng thôi chùm nuôi áp hi vọt rồi bỏ ổng lê nít tiếng ổng nè. ประมาณใบสัปดาห์มกหายดาเนอร์เพียแข่งทบงสมทุกเนอร์เพียแข่งเชิงเอธิโอปีเมียนกาประโยชน์คณีระเวียงกองทัพรัฐาปิบาเอธิโอปีหนึ่งกรมโยธีรมดาดัมบันตีเกรสหกรมอันตรายชีตบานออมปิวในอัลเพียกีเตียงซองแข็งชุบประยุทธ์ ตายลูกนิยตมันตรีเอธิโอปีบานทลายการปิดไงพุทธะลูกสมนองเปอร์กับอ้อยสหกุมอันตรายชีตลูกได้ขนมเรืองนี่หายลูกบานอาอาท้าหนึ่งเหมือนจอจ่าจิตดัดคัดบัดสั้นจีกรมรมดอตีเกรมันประกุลอาวุธเตนุมอปิไซจุนโปเดมินี Luk Abiy Ahmed ni yu ra mentrei Ethiopia ban da ao sa nu viet Aoi krom rum doh dam ban tigre trâu tùm lẹ a vut Pro kul mok aoi kong toa bà ratha pi ba sa ha po an Ethiopia Aoi ban mun maong da pi rum loong a trit thangai put ti ma phai pram vichika Pum nu te kong toa bà ratha pi ba nang thvue ka vye sang krup te lơ ti krong mi ke le Dael chi ti pro chum chun thom ra bọt dam ban tigre Luk ni yu ra mentrei Ethiopia ban a ang tha kong toa bà ratha pi ba Ban laong poat ti krong da miin pro chi chun ru nơi ประมาณ 500,000 เนี่ยนี่จิตอหายจำนายเมกรมรุมดอดดำบันติ
ថ្មីៗនេះ
kê hát tâm bò US Military News bàn rì gà thẻ. Sá rốt ám rích bát đạp bùng rì gòng nì vi chùm băng nâng gòng kèm mang chùm mâm dù mọt chì chà rán tờ chùi chà bón nữ bà chùm gò sen gà cú bàn tò bì nì vi chân chì chà rán mìn vọt tờ mìn nơ tì nù. Lông nì chì tìm trầy, tá gà lô mì sư dì F đọm bà rà bà chân ai xì tài văn rư mù lạ thàn dô thi ám rích bát đài rư tế. Xâm nế xa bò rà mìn lùm đạp thân nạp bì phúp lô kháng vi phì dô thi Sá rốt ám rích The National Interest so xế thả. Chân, cầm bông tài trả lạc cổ mì xí lập bùn lươn chi xâm lệnh từ cạnh chân này khăn tập bốn. Chỉ phần này mùi nực nông ca bằng hai bị đâm nọ xa rái. Đàm bởi chân liên pin cọ tài văn đòi cầm lăng mà hệ mía. Đại tù dân án ní, bàn khá lại chỉ rương bứt đáo lùm hạt xò mà chút. Cả lạc bát đáo dân hòa tùm lạc cổ bách, lạc bánh sân kriếm. Nâng ca bằng càn ca thua tùm nợ bà kèm. Cổ mì xí lập bùn lươn chi xâm lệnh đòi tùm nợ bằng phó bò chân. Cứ cổ mì xí DF đọc bàm bí đã có xài The South China Morning Post. Bạn rí gà thẻ, viết được bạn đã bùng rí nơi tam chân này kháng thập bông nơi bà tây chân. Chỉ xa nhà mũi nơi cả tìm khuôn đồ bà tây ní. Đàm bấy bằng rút bùng rùm có tài văn đòi bà cầm lãng bài. À với đà cuối cậu xong có, rồi bài ca mũi chân đòi có xài đã rọt chân Global Times. Bạn rí gà thẻ, à vút lập bùn lươn chi xâm lệnh ní. Mình cố bầm nóng vui bà trang tần nâng cửa ông nhạc chú linh pin bà rô tế. Đại sư vay rốt ổn ra cũng nâng bằng chốc ca chú linh pin bà chân tờ lưu cỏ tay văn. Bà tám có sai chân nút. Cửa ốc mì sự DF đọc bàm bí mần mên xâm rạp ca bà bà tờ lưu cốt đào nửa tay văn nửa tế. Bọn tái bà tế ní. Ai bà bê xa cam tùm lẹ cỏ bay tờ lưu cốt đào dô thi tay văn bàn giang sử rùl. Hói bào sân chỉ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cứ đảm bởi vui bà hát tờ lờ bà tế cú sát trữ đã phí dìm chôl ổn ra cùng nơi khăn ông xâm nụ tay văn khăn ông cùng lòng bế nơi bà tập bạch cá rồi bỏ con tuộc ở rung đọc bà rõ chi chôn chân. Cả sai đã đá bằng tòa thá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Bỏ sân bà con tốt bà rung đọc bà rò chi chuyên chân đã phùng rí cổ mì xí lực đối chí DF đọc bà rầm bí. Nú, nâng chi à vốt xâm rạp vui bà hát tờ lờ mù lật hàn tốt. Rư con cầm lăng dô thi bà rà tế nơi khăn đồng bòn Pacific Khang Lách. Bà sân chi con cầm lăng bà rà tế tàng nú. Hình phố on ra cúm nơi khăn bà tập bạch cà rà bà chân. Khăn cá bằng rung con ní. Cả bọ sài mũi đàn ai cả lăng châm bú ế rà dạ bọt nâng cả trìm khuôn đọc lăng khá rà bà rà tế ní cứ thả. Bố kế bà chân bọn ní, mình bếp lỡ con cầm lăng dô thi Sá rốt ám rích. Ú tì hóa bà tế chân ấy lần ní, mình nè vi châm bán chân chân Sá rốt ám rích. Hói ách mình bếp khăn nông vi say à vốt bà chăng bà kai ra nóp, nâng mì xí lỡ bươn lươn chi dùm lên. Chá rốt bằng ủi ní, tụ bây chỉ vì trợ bạc bà kà đói, có vì nâng trợ bạc bật vinh giang chà bà rà phong đè. Môn ní. Saporamin Kim support World News dân nhóm bàn rí cá đòi sẵn bí Saporamin Defense News đòi đã châm non chướng ai lối thả. Sá rốt ám rích bánh mì xíl bà chàng mì xíl bà tù phông chân phây bạc lốn nâu dù một chân ngọt bốn khăn nông bế cầm phung tàn tân. Sá rốt ám rích bàn xà là bọn cổ mì xíl bà chàng mì xíl hỏi mì xíl bươn lươn chi xùm lên chi chả rán đã cầm phung thơ cả phí vót nâng trời chôn thơ bà tập bạc cá khăn nông rời dạ bế bì bì chàng tít môn tì bọn đờ gốn cầm phung tài thơ cả lờ phai nạ cá ní giang chà bà hát. Đảm bấy bồn lươn ca phùng rích ní vi châm băng ra bọc luôn tạm phai nạ cá. Đã nâng mơ khớnh bì cửa rộng ní vi châm băng ra hốt đó pram rồi cứ đường ấy nọ. Châm nôn ní nâng va chân nè chân đạch bắt. Khả nạ chân công phung trợ bàn xa xa thả chi bà tích đã minh con tọp chân tật thông chân ní. Đói mần dư bì cun nập hiếp, xa mặt tập hiếp, nâng bọt bì sọt bà giúp. Khả nạ đà mơ rích cứ chỉ đạch phô xung kìm, minh bọt bì sọt bà giúp bình luôn. Khả nóng đâm nạ ca chơi mùi khi nế cá đã phùng rì cổ mì xí rô bà chân nơi khăn ông tì tăng dân đất xa tên ní. Ái cổ rôn tài chi ế rì dạ bọt nơi phù mơ xa nơi giúp bài tài bản nốt. Nâng phù lá ứng đàm bây chọn đấng bì ca chá loài tốp rô bọc Sá rốt ám rích châm phù ca chú liên pin rô bọc luôn tờ lưu cọ tài văn. Vốt tờ mìn cổ mì xí rô bà chân trở bàn kề mơ khớ nơi khăn ông kết khách khăn phần bà anh mùi. Đàm bây bầm phây Sá rốt ám rích ta mà đã dạy cả lúc này chị tìm mà trời, Tài Văn chạp đàm sang sóng nếu vì mùi tật khăn nông sọc chi lực đầm bốn khăn nông bế cầm bông tàn tầng khăn chi mùi chân.
សារព័ត៌មានថៃវ៉ាន់ញូស្តាតខមចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី26មួយវិច្ឆិកានេះថាលោកស្រីប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់សៃអ៊ីវិនបានបង្ហាញវត្តមាននៅពេលដែលការសាងសង់នាវាមួយទឹកផលិតក្នុងស្រុកចាប់ផ្ដើមជាលើកដំបូងនៅរោងចក្រសាងសង់នាវាកាសៀងនៅថ្ងៃទី21វិច្ឆិកាខាងស្អែកនេះនេះបើតាមការិយាល័យប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រទី20វិច្ឆិកាម្សិលមិញនេះបច្ចុប្បន្ននេះ ដោយសារតែសម្ពាធរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនេះវាមួយទឹករបស់តៃវ៉ាន់ដែលមានតម្លៃមួយគឺជិត12ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផលិតឬរាល់ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2026ជាមួយនឹងការសាកល្បងលើផ្ទៃសមុទ្រដែលបានក្រុងទុកនៅឆ្នាំ2028លោកស្រីសៃអ៊ីវ៉ែនចង់លើកកម្ពស់ប្រទេសកោះរបស់ខ្លួនដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតនាវា CSBC និងវិជាស្ថានវិជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា NCSIST សម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេនេះបើតា
ក្រសួងការពារជាតិកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា
ខ្លួនមាននីតិវិធីជាក់លាក់សម្រាប់ការឆ្លើយតបជាលើកដំបូងរបស់កោះនេះក្នុងពេលដែលមានការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់ក្រុមនាវាចម្បាំងនិងក្រុមយន្តហោះចម្បាំងរបស់គូសត្រូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាតៃវ៉ាន់មានសិទ្ធិក្នុងការការពារខ្លួននិងប្រឆាំងទៅនឹងការវាយប្រហារ ហើយខ្លួននឹងធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំនៃភីបតាន់តឹងនៃចំនួនដែលអាចបង្កនៅឧបទ្វីហេតុឲ្យកើតឡើងតៃវ៉ាន់ថាខ្លួនមិនមែនជាអ្នកបង្កឬនោះទេប៉ុន្តែតៃវ៉ាន់ក៏នឹងមិនព្រឺគូសត្រូវដែរសមមិនជារបស់ចិននេះបានធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលទីក្រុងប៉េកាំងបានសម្ដែងការខឹងសម្បារចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងតៃប៉េកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ កសែតឆៃណាដេលីបាននិយាយនៅក្នុងបទវិចារណកថាមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមប្រើប្រាស់តៃវ៉ាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ចិនប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់អាចប៉ាន់ស្មានពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទៅលើកោះនេះបាននោះទេក្នុងខែនេះចិនបានផ្គុំកម្លាំងធ្វើសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានធ្វើឲ្យទីក្រុងតៃប៉េហៅសមយុទ្ធរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងថាជាការបង្កហេតុ កាលពីខែមុនតៃវ៉ាន់បានបញ្ជូនក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធយន្តហោះចម្បាំង F-16 និងក្រុមដ្រូនវាយប្រហារទៅដាក់ពង្រាយនៅប្រជុំកោះប្រតាសដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការវាយប្រហារឆ្លៀនពីសំណាក់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែត្រៀមអនុម័តលើការលក់ដ្រូនវាយប្រហាររាប់សិបគ្រឿងទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ ក្នុងពេលដែលទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែបង្កើនភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ លោកនាយកជំទាវមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកចង់បង្កើតកងនាវាចម្បាំងថ្មីនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីប្រឆាំងទីក្រុងប៉េកាំងបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាបានឲ្យដឹងថាសំណើថ្មីមួយក្នុងការបង្កើតឡើងនៅកងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចអាចផ្ដល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមធ្យោបាយមួយផ្សេងទៀតក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងទីក្រុងប៉េកាំងន
Amrit ban sna oi min ka bangkat lang ne kong ne ve chambang leuk ti 1 ning dak vie ne knong dambon Pacific ba aich tuk ne sangha borai ne phi khang cheung nei samot chen ngat phong lok Braithwaite ban ne jey ka vi thang kiet tha jeung chong dak kong ne ve chambang 1 chumnun thmey hao jeung chong dak kong ne ve chambang ne phleu bambai nơi chân lọc mà sở mốt ẩn đi nâng mà sở mốt Pacific hào dưỡng nâng miên tì bình chi cả thàn mũi nơi đầm bọn ẩn đu Pacific bà tạm lốt xa hát rốt à mà rích mần ách bưng phải lỡ tài con nơi vi châm băng tì pram pi nơi chấp bọn bàn tê xa hát rốt à mà rích trở tại xâm lần mớ tờ lỡ đại cú nâng xâm bọn nơi mất đo tay tiết đầu chiên nơi sân hạ bò rấy ẩn đi nâng đạc con nơi vi châm băng nơi tì nát đàn miên cả chua bẹp bọn xâm khăn chinh ni tờ tiết vì ai tất đó cả rèn xe cú ở khoảng chứng này đối chứ nế dưỡng nâng bằng cách con nơi vị trầm bằng tìm mũi hào dưỡng nâng đạo vĩ pro sân bà mình mẹn sẵn hạ bà rơi tế dưỡng nâng xâm lần bớ nơi tù tiếng đầm bọn Pacific chi tí đã xâm bọn mất nâng đại cụ mơ khánh thả à chui phụ kê bán có đấu chi phụ kê à chui dưỡng bàn vinh lúc bàn mà thèm tiết thái lúc mình toàn bàn này dưới chi mùi rọt mình trái ca phí chứ đầy tí Christopher Miller ông bị cùng nít nhìn lao tế nên ông bị còn tọp chứng tắc lúc chê đi đô xí bàn prap xa bò rơi mình dư SNI News ca phí thay bút thả mình ca xâm ra chất nà mùi trực bàn phù lãng tệ tôn tình nâng cạp bằng cả tí tăng này gõng nê vi châm băng đại mình chùm nôn mà thèm nực nông đầm bòn Pacific nô tê chạp bắt đám nê chân nằm mùi bón pram bùn rồi xe xe pram pí gõng nê vi châm băng tì mùi rồi bò xa hà rồi đàm rích bàn phước ca là bát nực nông đầm bòn Pacific hàng lách chìp nạy mùi này gõng tốp chân tức xa hà rồi đàm rích pro chăm đầm bòn Pacific rồi hốt đào vi trực bàn rùm sái nè chân nằm mùi bón pram bùn rồi chân xa bay cóng tốp chân tắc xa hà rõ đàm rích trực bàn kê rùm bưng thả nâng càn lãng khu ơi có xâm quá nâng khăn nông để dạp bê mùi tư xử vọt khám múc khăn nông cố bầm nón đàm bê chiến bí bí rồi càng xa bay kỳ rương đàm miên bà chá bón đó bây rồi hà xa kỳ rương nâng trầm chân nám bí bón xa xấp tu bây chì lục mạng expert trực bàn bần đánh bí âm nai cả đói có phải nâng càn nưu vi châm bằng pram rồi kỳ rương nâng tại bần to đó đây lúc này chị tìm thấy con tốp chân tắc Amrit bắn tọp bỏ chùm hiến cho mùi phai nạc cá cửa ông ní với chùm băng pram rồi cửa đang bấy bùng rưng cầm lãng bởi trang chân nâng rô xì
USmilitarynews.com បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី6វិច្ឆិកានេះថាផែនការក្នុងការសាងសង់កងទ័ពជើងទឹកនាវិចម្បាំង5រឹករឿងគឺនៅដដែលនៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំថ្មីនៅមន្ទីរប៉ងដកូននាសប្តាហ៍នេះផែនការប្រយុទ្ធឆ្នាំ2043ដែលជាផែនការមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ Mark Esper ដែលមានទំហំជិតទ្វេដងនៃកងទ័ពជើងទឹកកំពុងដំណើរការនៅឡើយលោកម៉ាក់អេសប៊ើត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅសប្តាហ៍នេះហើយមេដឹកនាំស៊ីវិលថ្មីជាច្រើនត្រូវបានគេដំឡើងដើម្បីចូលជំនួសរូបលោកនិងបុគ្គលិកគោលនយោបាយកម្ពុជាផ្សេងទៀតលោកវីលៀមហ្គាឡានីសប្រធានបញ្ជាការនៃប្រព័ន្ធនាវិចសមុទ្របានប្រាប់ក្រុមអ្នកយោបល់រមីននៅសប្តាហ៍នេះថា រហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយថាផែនការដែលលោកម៉ាក់អេសប៊ើបានប្រកាសកាលពីខែមុននឹងមិនដំណើរការទៅមុខនៅឡើយទេលោកហ្គាឡានីសបាននិយាយថាខ្ញុំមិនឃើញមានការផ្លាស់ប្តូរអ្វីនោះទេនៅពេលនេះយើងនឹងត្រូវមើលពីរបៀបដែលរឿងរ៉ាវកើតឡើងក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយនៅទីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឃើញមានការផ្លាស់ប្តូរនៅឡើយទេផែនការនេះ បានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើតកងនាវាចម្បាំងនាវាមុទឹកដែលមានមនុស្សបើកនិងគ្មានមនុស្សបើកចំនួនជាង500នាក់ហើយសម្រាប់កងកម្លាំងដែលបានប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនជាមួយសមត្ថភាពផលិតនាវានិងការទទួលបាននាវានិងជួសជុលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាផែនការនេះ នឹងមិនកាត់ឡើងដោយគ្មានឧបសគ្គឡើយនៅពេលដែលប្រកាសអំពីកងកម្លាំងប្រយុទ្ធឆ្នាំ2043លោកម៉ាក់អេសប៊ើបាននិយាយថាការបង្កើនទំហំកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងសកម្មភាពរំខានរបស់ចិននិងអសន្តិរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករួមជាមួយផែនការរបស់ប្រទេសនេះដើម្បីបង្កើតយោធាលំដាប់ពិភពលោកនៅត្រឹមឆ្នាំ2043រុស្ស៊ីក៏បានបង្កើនការប្រកួតរបស់ខ្លួនផងដែរដោយមានវ
ប្រទេសមួយត្រូវតែមានកម្លាំងខ្លាំងខាងជើងទឹកនិងកងទ័ពអាកាស